Chia sẻ cho em phanh anh Hoàng ơi. Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị em đã trở lại với cả fanpage Facebook Xế Đẹp 88 cũng như là fanpage Facebook Trọng Xế Đẹp. Hôm nay thì cũng mấy hôm vừa rồi cũng đã nhiều việc quá, cũng chưa có thời gian để mà chia sẻ cũng như là báo giá những cái mẫu xe mới về. Đây, chưa chia sẻ và báo giá cái mẫu xe dòng xe mới về thì hôm nay em sẽ được báo giá cũng như là lên cho cô chú chị em những cái mẫu xe với cái mức giá nó ưu đãi nhất. Và em là Trọng Xế Đẹp, hiện tại em đang chia sẻ trên hai kênh fanpage, thứ nhất là kênh Trọng Xế Đẹp và kênh Xế Đẹp 88 các bác nhé. Thì ngày hôm nay em có buổi sáng hôm nay em có chia sẻ về những cái mẫu xe dòng xe Kia K190. Hiện tại ở bãi xe em đang có 3 mẫu xe Kia K190. Thùng kín cũng có này, thùng bạt cũng có này, và với cái mức giá tầm tiền từ 200 từ trên 200 triệu nhá, trên 200 triệu. Đấy. Trước tiên thì đây là một cái mẫu xe K190 là 2017 nhá. Đây là một mẫu xe K190 là 2017. Đây là một mẫu xe tải tải trọng là 1 tấn 9 nhá, 1 tấn 9. Hệ thống treo bánh trước bằng thụt nhún càng chữ A. Trong cái video này em cũng sẽ chia sẻ livestream cũng như là review chi tiết luôn về những cái mẫu xe cho cô chú xem. Những cái mẫu xe chở hàng êm ái, chở hàng nhẹ nhàng tại 1.9 đây. Đời tương đối là cao. Cái mẫu xe này là đời 2017 nhá, và đời 2017 nó là đời cuối cùng của dòng xe Kia K190 rồi. Đấy. Và hiện tại đây em xin chia sẻ luôn. Giữa đây. Giữa. Đây là một mẫu xe K190 đời 2017 nhá. Thông tin ban đầu đây là một mẫu xe tải 1.9 này. Đầy đủ điều hòa rồi, sàn thì sàn nguyên bản, đăng kiểm mới tinh luôn, đăng kiểm còn tới tháng 1 năm 2024 nhá, tháng 1 năm 2024. Và hiện tại những cái mẫu xe K190 này đời 2017 vẫn đang là đăng kiểm 1 năm một lần nhá, đăng kiểm 1 năm một lần. Đấy, K190 đời 2017. Và chúng ta sẽ cùng lướt qua một chút về thông tin về phần nội thất của chiếc xe này. Xe thì có bắn tiểu qua một chút các bác nhé, bắn tiểu qua một chút, xe cam kết cho cô chú chị em là không có đồ quan trọng gì cả. Đây, đi vào phần nội thất thì chúng ta có gì? Với nội thất là ghế bọc da nhé, ghế đã được bọc da rồi, ghế bọc da này, đầy đủ điều hòa rồi. Đấy, trần thì vẫn là trần nguyên bản thôi, ghế bọc da trần nguyên bản. Và cái mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe này ngày hôm nay với cái mức giá là 275 triệu đồng các bác nhé, 275 triệu đồng cho mẫu xe dòng xe Kia K190 đời 2017 này, tải 1.9 nhá, xe cam kết là không đâm va gì cả. Đấy, giấy tờ thủ tục pháp lý đảm bảo, Kia K190 đời 2017. Và cái mức giá em vẫn thường báo với các bác với mức giá là 275 triệu đồng, nhưng trong ngày hôm nay, trong cái livestream ngày hôm nay, trong livestream ngày mùng 5 tháng 4 năm 2023, em Trọng sẽ để cho cô chú anh chị em với cái mức giá tốt nhất nhá, cái mức giá tốt nhất. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì bình luận ở đây nhá, bình luận ở đây để em có thể thấy được những cái bình luận của cô chú anh chị em để em sẽ tư vấn nó kỹ càng hơn. Đấy, để cho em một tim một like, sau đó thì bấm nút chia sẻ cho em nhé. Đây, nó hơi bị màu chất lượng màu nó không kém một gì nhỉ. Đó. Hôm nay thì em sẽ để cho các bác cô chú anh chị em một cái mẫu xe K190 đời 2017 với cái mức giá, em sẽ viết mức giá nhé, Kia K190
2017. Chiếc xe này có hồ sơ cầm tay các bác nhé. Hồ sơ cầm tay rồi. Và để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay, giá ưu đãi trong ngày mùng 4 tháng 5 với mức giá ưu đãi là 270 triệu đồng trong ngày hôm nay nhé. 270 triệu đồng trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì nhanh tay bình luận cho em nhé. Nhanh tay bình luận cho em để có thể sở hữu được cái mẫu xe này với những cái mức giá nó ưu đãi nhất, với những cái mức giá hợp lý nhất các bác nha. Kia K190 đời 2017. Trong video trong livestream ngày hôm nay sẽ để những cái cô chú anh chị em một cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Bình thường em vẫn bán với mức giá là 275 triệu đồng, nhưng trong cái livestream ngày hôm nay em sẽ để cho cô chú anh chị em một cái mức giá nó hợp lý hơn nữa, với mức giá là 270 triệu đồng các bác nhá. 270 triệu đồng. Thông tin cơ bản ban đầu đây thì xe nguyên form, cam kết không đâm va, đăng kiểm dài từ tháng 1 năm 2024 nhá, đăng kiểm còn rất là dài. Đó, đầy đủ điều hòa rồi. Hồ sơ cầm tay xe đã rút hồ sơ. Cái mẫu xe này về sang tên trong rất là nhanh, trong vòng một ngày có thể ra tên chính chủ được cho các bác luôn. Đó. Chiếc xe này thì sàn vẫn là sàn sóng nguyên bản nhá. Sàn còn đẹp, sàn sóng nguyên bản, chưa có lót sàn. Chủ cũ chở hàng nó rất là nhẹ thôi, chở hàng rất là nhẹ thôi nhá. Một cái mẫu xe hồ sơ cầm tay rồi, tiện lợi hơn cho cô chú chị em rất nhiều trong việc là ra tên chính chủ nhá. Đây. Đây là toàn bộ phần thông tin về phần sàn sóng của chiếc xe này đây. Chiếc xe này thì chưa có lót sàn. Chiếc xe này chưa có lót sàn nhá. Chưa có lót sàn luôn và sàn sóng nguyên bản, sàn sóng đẹp. Ô ly 500B thì em đang còn rất là nhiều sự lựa chọn. Thứ nhất là những cái mẫu xe là 2015 và đời 2016. Hiện tại em đang còn 4 mẫu nhá, 2 mẫu đời 2015 và 2 mẫu đời 2016. Em sẽ chia sẻ cho anh trước về một mẫu đời 2016 cho anh tham khảo nhá. Và những cái mẫu tiếp theo thì em đang vừa mới về, sẽ vừa về thôi nên là chưa có dọn rửa gì cả. Hiện tại đang rửa trên bãi trên. Có lẽ khoảng tầm chiều nay hoặc là ngày mai thì sẽ có hình ảnh chi tiết hơn về những cái mẫu xe 500B đời 2015-16 mới về. Đây nhá. Và được sẽ đến với cả mẫu xe 500B ngay sau đây thôi. Bây giờ em xin được chia sẻ và báo giá lại một lần nữa cái mẫu xe Kia K190 đời 2017 này. Kia K190 đời 2017 tải 1,9 tấn, đăng kiểm từ tháng 1 năm 2024. Thùng dài đầu lòng là 3m25. Sử dụng hệ thống treo bên trước bằng thụt nhún càng chữ A, đi êm ái nhẹ nhàng. Hồ sơ cầm tay rồi, đã rút hồ sơ và ra tên rất là nhanh chóng, trong vòng một ngày thôi có thể ra tên chính chủ bác được. Và hiện tại cái mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe này trong ngày hôm nay, mức giá ưu đãi bình thường với mức giá là 275 triệu đồng, nhưng trong ngày hôm nay em để cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác với cái mức giá là 270 triệu các bác nhá. 270 triệu và lên xem xe vẫn còn độc lá thêm một chút nữa các bác nhá. 270 triệu mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay. Đó, ok. Tiếp theo thì em sẽ cùng đến với cả một cái mẫu xe 500B cho anh âm thanh lục lợi tham khảo. Đây chính là cái mẫu xe màu trắng này, mẫu xe màu trắng biển số 36H04157 các bác nhá. Đây, 36H04157 đây. Đây là một mẫu xe 500B, tải trọng của nó là 5 tấn. Thùng dài lọt lòng là 4m25 các bác nhá. Đây, thùng dài lọt lòng là 4m25. Chiếc xe này đầy đủ điều hòa rồi. Đấy, thùng mở 5 bừng và đăng kiểm còn dài nhá, đăng kiểm mới tinh luôn. Đăng kiểm hiện tại còn tới tháng 3 năm 2024. Đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2024. Đây là một mẫu xe tải 5 tấn phanh hơi. Và hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ với cái mức giá là 260 triệu đồng các bác nhá. 260 triệu đồng cho mẫu xe này. 260 triệu đồng cho cái mẫu xe Olin 500B đời 2016. Và trong cái livestream ngày hôm nay em sẽ để luôn, nhắn tin luôn một cái mức giá ưu đãi ở đây. Olin 500B đời 2016 biển 36 nhá. Em để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với cái mức giá là 255 triệu đồng. Với cái mức giá là 255 triệu đồng cho mức xe Audi 500B đời 2016 trong ngày hôm nay nhá, trong giá ưu đãi trong ngày hôm nay. Anh chị em mà đang quan tâm đến một cái mẫu xe tải 5 tấn phanh hơi thì hãy nhanh tay kết nối với em. Đi vào phần nội thất, nói chung về màu trắng thì sơn thì đã có bắn tỉa qua rồi, nói chung xe sẵn dùng nhá. Sơn đã bắn tỉa qua, nội thất là ghế bọc da nhá. Ghế bọc da trần nguyên bản, phanh hơi, xe cam kết không đụng va chạm gì cả.
và tất cả toàn bộ về 4 phần mã kính của nguyên bản nhá, 4 mã kính của nguyên bản. Và chiếc xe đã có lót sàn rồi, xe này có đã có sàn rồi nhá. Đấy, đây toàn bộ phần có hai lớp sàn, đây là lớp sàn sóng dưới đây, đây là lớp sàn sóng ở dưới nhá. 500B là 2016 với mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay, với mức giá là 255 triệu đồng, và vẫn còn giảm sâu cho cô chú anh chị em khi trực tiếp lên xem xe nhá. Đây là nước qua phần 1 lít đây. Xin chào anh Nguyễn Quang Hiệp, có con là 1 tấn tầm 100 triệu không anh? Anh đợi em một chút, em sẽ lên sóng cho anh một cái mẫu xe tầm tiền đấy và tầm tải đấy để anh tham khảo nhá. Đây, ôi giời, chào bạn. Đây, vó qua phần bên đây, lại qua phần đây. Chiếc xe này thì có hai lớp sàn rồi, một cái lớp sàn sóng bên dưới và một lớp cái sàn tôn bên trên nhá. Đấy, có hai lớp sàn. Đây, anh âm thanh trục lợi, anh có thể tham khảo kỹ. Đấy, một mẫu xe tải 5 tấn với mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay, với mức giá là 255 triệu đồng cho mẫu xe này. Olin 5B đời 2016 và trực tiếp kết nối với em. Em sẽ tư vấn kỹ càng hơn và sẽ có cái mức giá nó ưu đãi hơn nữa nhá. Có cái mức giá ưu đãi hơn nữa. Đó. Ok anh, bây giờ em xin được chia sẻ lại một lần nữa về thông tin về mẫu xe này. Olin 500B đời 2016, mẫu xe biển số 36H04157, tải là 5 tấn, thùng dài đầu lòng là 4m25, phanh hơi, đăng kiểm tới tháng 3 năm 2024. Và hiện tại cái mẫu xe này em đang chia sẻ cũng như là báo giá với cái mức giá trong ưu đãi trong ngày hôm nay, với mức giá là 255 triệu đồng. Cô chú anh chị em mà trực tiếp xem xe, thiện chí gọi điện cho em qua các số hotline là 0975 180 777 và 0981 188 765 thì sẽ có thêm những cái mức giá ưu đãi hơn nữa nhá. Mức giá ưu đãi và mức giá giảm sâu hơn nữa trong thời điểm này nhá. Ok. Em chào anh Lê Phương Duy, có Hyundai hay Bongo 3 nào hơn 100 không anh? Hiện tại không bạn. Em chào anh, thì hiện tại Hyundai hay Bongo tầm hơn 100 thì em chưa có mẫu nào. Hiện tại em đang tập trung chủ yếu là những cái mẫu, em đang tập trung chủ yếu những cái mẫu xe 300G cho cô chú anh chị dễ tham khảo. Đó. 130 triệu đồng cho mẫu xe K2700 đời 2000. Đây là một mẫu xe K2700 đời 2007 nhá. Mức giá tất nhiên vẫn còn thương lượng nhé. Mức giá vẫn còn thương lượng. Tầm tiền hơn 100 triệu thì có thể cân đối về mẫu xe này. Hoặc là nhô 100 một tí thôi thì có những cái mẫu xe K2700 đời 2004. Em đã có hình ảnh rất chi tiết rồi. Đấy. Mạng lát quá. Vâng, ok anh. Để em xem em điều chỉnh lại nhé. Lát thật. Không biết là anh xem cái tín hiệu này là có ok không ạ? Đây anh kiểm tra, anh xem nếu mà tường truyền tín hiệu tốt thì anh thể bình luận lại em để em có thể điều chỉnh lại. Nếu chưa tốt thì em điều chỉnh lại nhá. Ok. Bật wifi thì nó lại lag, đi xa hơn tín hiệu lag. Đây nhá. Anh thấy đường truyền nổi. Ok, đây 130 triệu mức giá vẫn còn thương lượng cho mẫu xe này K2700 đời 2000, một tầm tấn của một cửa 100 triệu đi anh bác. Hiện tại thì cái mẫu xe đấy em đang vừa đi đánh đi để còn là rửa qua rồi, vừa đánh đi rửa qua rồi. Tí nữa em sẽ nhắn cho anh hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe K2700 tầm tiền 100 triệu cho anh tham khảo nhé. Đó. Cái mẫu xe này là đây là một cái mẫu xe biển 24 này là một cái mẫu xe K2700 đời 2007 với cái mức giá là 130 triệu và mức giá tất nhiên vẫn còn thương lượng, vẫn còn lọc lá cho anh chị em. Anh em gọi điện trực tiếp qua cho em thì sẽ có những cái mức giá ưu đãi hơn nữa nhá. K2700 đời 2007, xe thì đây nguyên form đời 2007 nhưng tất cả những phần mã kính này, mã kính đời 2007 là còn nguyên này. Em chào anh Linh Nhung kính nhá. Có con K3000 hoặc là K165 màu trắng không đời 2015 đổ lại. Để nói về K3000 với cả K165 màu trắng hiện tại chưa còn, nhưng em có một cái mẫu xe ở cái tầm trung như vậy. Đó là một cái mẫu xe dòng xe Kia AK140. Ai dạ, lại có cái mua. Kiếm luôn kiểu nó này, ok. Nói luôn anh à? Nói anh à? Nói luôn anh à? Nói này, không phải.
Tưởng nó nói anh mượn luôn xung công quỹ luôn chết giờ. Đây nhá, đây 130 triệu cho mẫu xe này. Anh em nhanh tay kết nối với em để có thêm thông tin và mức giá ưu đãi hơn nữa. 1 tấn 25 mã tải, thùng ra đầu lòng là 3m15, đăng kiểm còn tới tháng 8 năm 2023. Đây, đăng kiểm tới tháng 8 năm 2023 nhá. Đấy, anh chị em nào mà đang bình luận thì vui lòng ở lại xem video một lúc nhá. Sau đó em sẽ chuyển sang ngay, bởi vì phải trả lời bình luận của từng bác một mà nhá. K2700 đã 2007 với cái mức giá là 130 triệu. Em còn thêm một cái mẫu xe đã 2004 nữa với cái mức giá tầm 100 triệu nhô một tí thôi. Một xíu nữa em sẽ nhắn tin trực tiếp cho các anh nhá. Đó. Bây giờ thì em sẽ cùng đến với cả câu hỏi của anh Linh Nhôm Kính có con K3000 hoặc K165 màu trắng không, đã 2015 đổ lại. Hiện tại K3000 và K165 màu trắng thì em không còn mẫu nào. Em giờ đang chỉ còn một cái mẫu xe, đó chính là một cái mẫu xe Kia AK140. Nó là một dòng xe đủ tải của dòng xe Kia K3000 đã 2015, là mẫu xe đó. 24C12955. Đây là một cái mẫu xe, dòng xe Kia K140, tải trọng là 1 tấn 4 đủ các bác nhá. Tải trọng là 1 tấn 4 đủ. Đây. Và em đã có một cái video cũng như là cái video review rất là cụ thể và chi tiết về cái mẫu xe Kia K140 đã 2014 này rồi. Đấy, đầy đủ điều hòa nhá. Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2023. Đầy đủ điều hòa cũng như là lót sàn rồi, xe thì nguyên form nhá. Xe nguyên form sẵn dùng. Đó. Đi vào phần nội thất một chút thì chúng ta sẽ cùng đến với nội thất là ghế nỉ nguyên bản, và chiếc xe này có trang bị thêm cả màn hình rồi, đã có trang bị thêm một cái màn hình Android ở đây rồi. Đây, một cái màn hình Android ở đây rồi. Đó. Trần nỉ nguyên bản, ghế vẫn là ghế nỉ nguyên bản các bác nhá. Trần nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản, đăng kiểm tới tháng 6 năm 2023. Xe cam kết là không lung va chạm gì cả, tất cả những cái mác kính còn nguyên. Ngoài ra thì máy móc vẫn còn nguyên bản nhá. Và hiện tại cái mẫu xe K140 là 2014 màu trắng này em đang chia sẻ cũng như là báo giá với cái mức giá là 260 triệu đồng các bác nhá. 260 triệu đồng. Và trong cái livestream ngày hôm nay, cô chú anh chị em chốt trong cái livestream ngày 4 tháng 5 năm 2023 này, thì em sẽ để cho cô chú anh chị em những cái mức giá ưu đãi, và cụ thể cái mức giá ưu đãi ở đây trong ngày hôm nay với cái mức giá là 255 triệu đồng. Em sẽ nhắn vào đây. K140 2014 màu trắng. Em sẽ để cái mức giá ưu đãi ở đây là 255 triệu đồng trong ngày hôm nay cô chú anh chị em nhá. Trong ngày hôm nay, và tất nhiên là gọi điện cho em chắc chắn sẽ có thêm được cái mức giá ưu đãi hơn nữa nhá. Chắc chắn là sẽ có thêm được những cái mức giá ưu đãi hơn nữa. Đấy. K140 màu trắng, xe cam kết không lâm va, xe nguyên form, xe đẹp. Máy móc zin, toàn bộ phần sàn sóng đẹp luôn. Với cái mức giá em chia sẻ trong mẫu xe này trong ngày hôm nay là 255 triệu đồng là mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay nhá. Mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay nó là 255 triệu đồng cho mẫu xe này. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì nhanh tay kết nối với em. Đây là một chút thông tin về phần sàn sóng của chiếc xe này đây. 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 Đây toàn bộ sàn sóng này. Đây là hơi bẩn nhá, những cái vết bẩn của nó nhá. Đây, vết bẩn này. Nhưng về nói chung về sàn này còn rất đẹp và đều và không có cong võng gì cả nhá. Không cong võng gì cả. Đó. Và xin chào anh Nguyễn Văn Vĩ có Olim 3 tấn rưỡi không? Em chào anh Vĩ nhá. Hiện tại thì Olim 2 tấn rưỡi thì em chưa còn mẫu nào, em vừa đang tập trung chủ đạo những cái mẫu xe dòng xe 3 tấn rưỡi nhá, 3 tấn rưỡi. Đây. Anh Ninh Nhung Kính, anh mà đang theo dõi được cái livestream này thì vui lòng bình luận lại cho em nhé, để em có thể tư vấn nó kỹ càng hơn. Kia K140 đã 2014, tải trọng là 1 tấn 4 đủ, điều hòa, lót sàn, màn hình đầy đủ, đăng kiểm tới tháng 6. Xe cam kết không lâm va, máy móc nguyên bản, máy móc chất, màu bơm đẹp, xe không chảy dầu. Mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này thường ngày vẫn báo với mức giá là 260 triệu đồng. Trong ngày hôm nay, trong livestream này sẽ để cho cô chú anh chị em với cái mức giá ưu đãi hơn nữa. Với cái mức giá là 255 triệu các bác nha. Với cái mức giá là 255 triệu đồng cho mẫu xe Kia K140 đã 2014 này. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì nhanh tay bình luận ở đây để có thể sở hữu xe với mức giá tốt nhất nhá. Đó.
Ngoài những cái mẫu xe dòng xe Kia K110 màu trắng thì em đang còn rất là nhiều những cái mẫu xe Kia K110 màu xanh, từ màu xanh dương, màu xanh bộ đội, màu trắng của cả nhá. Đây anh Linh Nhung Kín đã quay trở lại rồi. K140 giá nào? K140 thì hiện tại em vẫn đang báo giá chung với cái mức giá là 260 triệu đồng. Nhưng trong cái livestream ngày hôm nay với mẫu xe màu trắng này, em sẽ để cái mức giá ưu đãi với cái mức giá là 255 triệu đồng nhá. 255 triệu đồng và mức giá đó vẫn còn thương lượng nhá. Mức giá đó vẫn còn thương lượng cho cô cho chị em khi mà trực tiếp lên xem xe. Đấy. Có con Hyundai 3 tấn rưỡi nào cửa tiền dưới 300 không? Hyundai 3 tấn rưỡi thì không có xe nào cửa tiền dưới 300 đâu anh ạ. Ok anh, quay thùng thế nào bạn ơi? Ok anh, thùng sàn đẹp nhá, sàn sóng đẹp. Bên trên thùng đã có lót. Đây, bây giờ em sẽ chia sẻ cho anh một chút thông tin về. Đây là toàn bộ phần bửng đít của nó đây. Đây là toàn bộ phần cánh cửa sau cũng như là bửng sau. Và em đã có video chia sẻ rất là chi tiết về mẫu xe này rồi. Sơn thì đã có bắn tỉa lại nhá, nhưng đa phần sơn đa phần vẫn là sơn zin. Xe vẫn nguyên form. Đây, đây chính là toàn bộ phần lót sàn của chiếc xe này đây. Sàn thì đã lót rồi, phẳng phiu, đẹp, không mọt. Đây toàn bộ sàn đây. Đây là những cái vết bẩn thôi nhá. Đây những vết bẩn quét qua phát là rửa qua một phát là sạch bong ki kít luôn. Đấy, thùng sàn đẹp nhá, thùng sàn đẹp này, máy móc zin này. Đấy, anh Ninh Nhung Kính mà anh đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì nhanh tay gọi điện cho em. Em sẽ chốt cho anh được cái mức giá nó ưu đãi nhất. Đây, không biết anh Ninh nhìn thấy rõ không ạ? Đây. Rồi, nó nhiều quá, hẳn tiếng rồi. Đây nhá. Đấy, đây toàn bộ phần thùng của chiếc xe này đây. Sàn thì đã lót rồi. Máy móc nguyên bản nhá, máy móc nguyên bản và không có chảy dầu gì cả. Đấy, máy móc nguyên bản, không chảy dầu. Đấy, toàn bộ phần cánh thùng sau còn rất là đẹp này. Nó còn rất là đều và đẹp luôn. Và em đã có một cái video review cực kỳ chi tiết về mẫu xe này. Đấy, em có thể là gửi qua qua tin nhắn cho anh về một cái video review chi tiết về mẫu xe Kia K140 này nhá, để cho anh tham khảo nhá. Và nhanh tay gọi điện cho em thì chắc chắn sẽ được cái mức giá hợp lý và ưu đãi hơn nữa. Toàn bộ phần thành thùng cũng như bình thành đây. Toàn bộ bình thành đây. Đấy. Đây là toàn bộ phần bình thành của nó. Nó vuông vắn và không có một chút móp méo gì cả. Đây. Một mẫu xe màu trắng đẹp cho cô chú anh chị em tham khảo. Kia K140. Ở góc này bên này thì nhìn rõ hơn về phần sàn đây. Đây toàn bộ phần sàn sóng đây. Đấy. Sàn sóng nó đẹp nhá. Đấy. Và nó không bị cong võng một chút nào cả. Không bị cong võng, không mối mọt. Đấy, đây. Không bị cong võng mà không mối mọt gì cả nhá. Một mẫu xe tải cũ cực kỳ đẹp và hợp lý cho cô chủ nhân tham khảo. Đó, đây ok. Em xin được báo giá lại mẫu xe này nhá. Kia K140 là 2014. Xe nguyên form, máy móc nguyên bản, xe cam kết không đụng va chạm gì cả. Đăng kiểm tới là 6. Nội thất đầy đủ điều hòa rồi, lót sàn rồi, máy móc nguyên, xe không chảy dầu. Mức giá là 260 triệu đồng để trong cái livestream ngày hôm nay mùng 4 tháng 5 năm 2023. Với cái mức giá ưu đãi, với mức giá là 255 triệu và lên xem xe trực tiếp có thêm mức giá ưu đãi hơn nữa nhá. Có thêm mức giá ưu đãi nữa. Anh Ninh mà anh quan tâm về mẫu xe này thì vui lòng để lại cho em số điện thoại nhá. Một xíu nữa sau khi kết thúc livestream, em sẽ gọi điện và tư vấn kỹ càng hơn cho anh về mẫu xe này. Xin chào anh Đào Sự nhá. Có con Taco 900 đầu ngắn 2018 không? Giá nào vậy ạ? Ok anh. Em chào anh Đào Sự ơi. Đây hiện tại đang có hai mẫu xe Taco Towner. Chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe Taco Towner đầu ngắn tải 9 tạ ngày hôm nay đây. Trước mắt anh là một cái mẫu xe Taco Towner 9 tạ. Thùng dài lọt lòng là 2m2. Máy xăng nhá. Máy xăng, đây là một mẫu xe đầu ngắn. Đây cũng là một cái mẫu xe đời 2018 đây. Và hiện tại em về hai con. Đang có hai con. Đây là một này. Đây, sẽ lướt qua về mẫu xe này trước. Em sẽ chia sẻ luôn cho anh hai con nhé. Đăng kiểm em này còn tới tháng 2 năm 2024. Và hiện tại đối với những cái mẫu xe đời 2018 này, đăng kiểm đang là một năm một lần nhá. Đăng kiểm đang là một năm một lần. 12C07283 Taco Towner 9 tạ nhá. Đây là 9 tạ. 9 tạ này. Hiện tại em chia sẻ mẫu xe này với cái mức giá là 130 triệu nhá. 130 triệu đồng. Mức giá tất nhiên vẫn còn bớt, vẫn còn thương lượng nhá. Đây. Không biết anh Sự anh có ở đâu nhỉ? Vừa thấy đây mà. Không biết là anh Đào Sự anh có xem được cái
chi tiết về cái hình ảnh của con này không? Đây, đầy đủ nhá. Chiếc xe này thì đối với dòng xe chiến tại như thế này thì nó chỉ có là quạt gió thôi chứ chưa có điều hòa nhé, chưa có điều hòa, chưa có lắp điều hòa. Đây, mẫu này là một này, đấy, mẫu này là một. Và em đã có hình ảnh chi tiết cho mẫu xe này rồi thì anh có thể bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp qua các số hotline cho em, hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage để cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua cho nhé. 12C07283 Taco Towner chín tạ đời 2018 với cái mức giá ưu đãi 130 triệu đồng nhé, 130 triệu đồng. Xe cam kết cho anh là không đụng qua chạm gì cả này, đang kiểm dài nhá, đang kiểm dài đầy đủ qua gió rồi. Chiếc xe này cũng có lót sàn rồi. Đây, lướt qua về phần sàn thì có đây, chiếc xe này cũng có lót sàn rồi, em nhớ không nhầm thì là vậy. À chưa, em này sàn vẫn là sàn nguyên bản nhé. Đây, ok anh, đây sàn vẫn là sàn nguyên bản đây. Đấy, sàn vẫn là sàn nguyên bản. Đấy, ok anh. Đây, Kia, Kia này, Towner này, ô lin đủ cả nhá. Đây, Towner 9 tạ đầu ngắn đời 2018. Cái mức giá em chia sẻ cho anh trong ngày hôm nay tất nhiên là vẫn còn thương lượng nữa, nên là anh mà đang quan tâm và đang tìm gấp những cái mẫu xe này thì nhanh tay kết nối với em nhé. Và bây giờ em sẽ đưa anh Đào Sự đến với thêm một cái mẫu xe 9 tạ đời 2018 màu xanh nữa đây. Ngoài cái đời 2018 em còn cái em này đời 2016 này. Em này thì đang có cái mức giá cực kỳ ưu đãi, 95 triệu thôi nhá, 95 triệu đồng cho mẫu xe này. Đây là một mẫu xe Taco Towner, máy móc gầm bệ thì nó y xì như cái mẫu xe dòng xe 9 tạ kia. Mỗi con tội là tải của nó thì tải nó là 6 tạ rưỡi thôi, còn tải bên kia là 9 tạ. Đây, em này 95 triệu đồng và tất nhiên có bớt nhá. 95 triệu đồng tất nhiên có bớt cho mẫu xe này Taco Towner 9 tạ. À đây, em này không phải 9 tạ, em này là 6 tạ rưỡi nhá, 6 tạ rưỡi. Taco Towner 6 tạ rưỡi, xe màu trắng vẫn nguyên form, đẹp đều. Đấy, với mức giá là 95 triệu thôi. Chỉ với mức giá là 95 triệu thôi và tất nhiên là còn bớt luôn nhá, cái mức giá vẫn còn bớt cho anh chị em luôn. Thoải mái song sênh nhá. Taco Towner 750 tải 6 tạ rưỡi, đời 2016 với cái mức giá là 95 triệu nhá. Mức giá là 95 triệu đồng. Đó. Bây giờ thì sẽ lại tiếp tục đến với cả một cái mẫu xe em vừa về xong, 88C1544. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Taco 2018. Cũng là một mẫu xe Taco Towner 2018 và hiện tại cái mẫu xe này cũng đang để cái mức giá là 130 triệu nhá. Để cái mức giá là 130 triệu đồng. Mức giá cực kỳ tốt nhá. 130 triệu đồng cho mẫu xe này. Mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay nhé, cô chú anh chị em nên nhớ đây là một cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay, trong ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 này. Đây, xe đẹp nhé, 88C1541 Taco Towner 9 tạ đời 2018. Xe đây toàn bộ những cái phần mã kính này. Đấy, đây toàn bộ mã kính này còn nguyên nhá, mã kính còn nguyên. Đây, xe đây tổng thành từ phần nội thất, đây từ phần nội thất này nó còn rất là đẹp nhé, từ phần nội thất này, toàn bộ phần nội thất này. Đối với dòng xe Taco Towner này thì lên xuống kính vẫn là quay tay chứ chưa phải chỉnh điện nhé, lên xuống kính vẫn là cho quay tay. Đấy, đây là một mẫu xe đẹp cam kết cho anh luôn. Đấy, biển 88, xe mua chính chủ luôn nhé. Hôm đấy thì anh ấy mua của em một chiếc xe K3000, chủ chiếc xe này mua cho em một chiếc xe K3000 2011, sau đó thì đã lưng đời, thế là bán lại cho em chiếc xe này. Đấy, mua xe của chính chủ luôn, anh Thiệu ở Vĩnh Phúc nhá, mua chính chủ anh Thiệu luôn. Đấy, Taco Towner 800 tải là trọng là 900 cân. Đấy, tải trọng là 900 cân nhá, đời 2018. Và cái mẫu xe này em đang để với mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với mức giá là 130 triệu. Xe đều đẹp và không có lỗi gì cả nhá, không lỗi gì cả, xe sẵn dùng luôn. Để các bác mà khởi nghiệp với tầm tiền hơn 100 triệu thì đây nhá, mức giá tất nhiên là vẫn còn bớt, vẫn còn ưu đãi. Đây, chiếc xe này thì bên dưới nó có một lớp sàn sóng và bên trên nó là một lớp sàn tôn đây rồi, cũng đã bọc một lớp sàn tôn đây, bọc một lớp sàn tôn đây nhé. Đấy, anh Sự, anh có nhìn thấy rõ không ạ? Anh Đào Sự nhìn thấy rõ không ạ? Đấy, anh mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì hãy bình luận và nhắn tin trực tiếp cho em, em sẽ để cho anh cái thông tin cũng như là cái mức giá nó ưu đãi hơn một chút nữa nhé. Cái mức giá 130 là trong ngày hôm nay là mức giá rất là ưu đãi rồi, mức giá rất là ưu đãi rồi, thời điểm này thời điểm mua xe với những cái mức giá tốt nhất từ trước đến nay nhé. Taco Towner 800 đời 2018 với cái mức giá là 130 triệu đồng trong ngày hôm nay, trong ngày mùng
4 tháng 5 nhá. Xin chào, em chào anh Thông Trần Thông. Có con Kia 1 tấn không anh, đời 2015-16 gửi ảnh cho em. Thùng kín à? Ok anh, thùng kín, đợi em một xíu em sẽ cho anh xem thùng kín luôn nhá. À, em sẽ viết chữ Towner này. À, 800 đời 2018 với giá ưu đãi. Trong ngày hôm nay với mức giá là 130 triệu. Ngày mùng 4 tháng 5. Nhá. Đấy, với mức giá là 130 triệu đồng, mức giá cực kỳ tốt nhá. Đây là mức giá rất là tốt rồi, mức giá rất là tốt rồi, cô chú anh chị em nhanh tay kết nối với em. Nói về đăng kiểm thì đây đăng kiểm tới tháng 10 nhá, đăng kiểm tới tháng 10. Đây, đăng kiểm tới tháng 10 năm 2023 nhá. Mức giá cực kỳ tốt rồi. Đó. Ok. Bây giờ thì em sẽ lên cho anh Thông Trần một cái mẫu xe thùng kín Kia nhá. Kia thùng kín thì em có những cái mẫu xe tải là 1 tấn 25. 1 tấn 25 đủ, đó chính là một cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2014 không anh, màu trắng đời 2014 nhá. Còn nếu như mà anh thích tải cao hơn một chút đời 2015 thì em có những cái mẫu xe dòng xe Kia K190 nhá, Kia K190 thì nó cũng có tải được 1 tấn 9, thùng cũng dài bằng bọn K125 này thôi, nhưng nó có được thân tải và cái mức giá cũng rất là hợp lý luôn. Đây, trước mắt toàn thể cô chú chị em, đây là một cái mẫu xe Kia K125 đời 2014. Đây, đây là một mẫu K125 đời 2014 thùng kín nhá. Đây là một mẫu thùng kín đời 2014 này. Đây, một mẫu xe thùng kín. Đấy, không biết là anh Trần Thông, anh Thông Trần, anh Trần Thông, anh có thể, anh có xem được cái livestream này không, anh hãy để lại cho cái bình luận nhá. Đấy, để lại cho bình luận. Đó, đây, đây là một mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2014 nhá, thùng kín đã có cửa lách, thùng kín đã có cửa lách và xe đẹp. Đó. Đây là một cái mẫu xe, đây là một cái mẫu xe thùng kín đời 2014 nhá. Màu trắng. Đấy, màu trắng và có trang bị cửa lách đây. Cái mẫu xe này hiện tại đang chia sẻ với cái mức giá là 220 triệu đồng nhá. 220 triệu đồng cho mẫu xe này. Đấy, 220 triệu đồng thì để trong cái livestream ngày hôm nay nhá. Để trong cái livestream ngày hôm nay với cái mức giá ưu đãi lắm, rất ưu đãi với mức giá là 215 triệu đồng cho mẫu xe này trong ngày hôm nay. Em chào anh thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Cho mình xem con Kia thùng bạc. Cho mình xem con Kia thùng bạc 1 tấn 25 hoặc 2 tấn rưỡi. Vâng, ok. Đợi em một chút, em sẽ em chia sẻ kỹ càng hơn về mẫu xe này, em sẽ đến những cái mẫu xe 1 tấn 25 hoặc là 2 tấn rưỡi cho anh nhá. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia K125 thùng kín đời 2014 và hiện tại em đang chia sẻ mẫu xe này với cái mức giá là 220 triệu đồng và trong livestream này, trong livestream ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023, em để với cái mức giá rất là ưu đãi, với cái mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này với mức giá là 215 triệu đồng, mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay nhé, 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng, anh chị em mà đang theo dõi được thì hãy bình luận ở đây nhá. 215 triệu đồng. Chứ xe này thì cũng có đầy đủ điều hòa rồi này. Cửa lách đây. Và đây là toàn bộ cái phần sàn bên trong của nó đây. Đây là toàn bộ phần sàn bên trong, phần của cái thuần thùng kín của chiếc xe này. Đấy. Toàn bộ có một chút cong võng nào cả và không có han gì hay là mối mọt. Đó. Xe không có mối mọt gì cả các bác nhá. Kia K125 đời 2014, cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với mức giá là 215 triệu đồng trong ngày hôm nay nhá. 215 triệu đồng. Cô chú anh chị em mà đã xem được livestream này thì nhanh tay kết nối với em. Đó. Ai da. Ai da. Nhá. 215 triệu đồng, em sẽ để bình luận đây nhá. Đó. K125 2014 thùng kín. Để mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay
triệu với là mức giá ưu đãi nhá. Ngày hôm nay em ghi rõ ngày luôn đấy nhá, ngày 04 tháng 5. Đấy, em ghi rõ ngày đây luôn. Đó, ok. Bây giờ thì em sẽ cùng chia sẻ báo giá một lần nữa này. Lại này. K125 đã 2014, xe nguyên bản cam kết Khonova, sơn zin, đăng kiểm tới tháng 10 năm 2023, có đầy đủ clutch. Mức giá 215 triệu đồng trong ngày hôm nay trong livestream ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023. Mức giá tất nhiên còn bớt, còn thương lượng nữa khi anh chị em mà trực tiếp lên xem xe tại địa chỉ là phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên các bác nhá. Ok. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả câu hỏi của anh thành phố Hoa Phượng Đỏ cho mình xem con Kia trùng bạt 1 tấn 25 hoặc là 2 tấn rưỡi với. Ok. 1 tấn 25 hoặc là 2 tấn rưỡi. Một em sẽ lên cho anh những cái mẫu xe tải 1 tấn 25. Dòng xe Kia K125 nhá, Kia K125. Đó. Kia K125 thì chúng ta có những cái sự lựa chọn như thế nào đối với dòng thùng bạc thì 2014 đây thằng này đang có rất là nhiều vị khách đây. Đấy. Đó 2014 15 đủ cả thì em sẽ lên trước cho anh chị em những em mẫu từ đời cao xuống đời thấp. Đây là một cái mẫu K190 này. Đây. Một mẫu K190, tải của em này là 1.9 nhá. Đấy. Tải của em này là 1.9. Kia K190 tải 1.9. Đó. Em này thì em đang chia sẻ với cái mức giá là 200 bao nhiêu nhỉ? 265 triệu. Tải là 1.9 đời 2016 nhá. Em này là tải 1.9 này đời 2016 này. Kia K190 nhá. Kia K190 tải 1.9 đời 2016. Đó. 2016. Đó, bây giờ sẽ vào những cái mẫu xe trong này đi. Em sẽ có video chia sẻ sau. Hôm nay có lướt sóng qua rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với cả những cái mẫu xe tải 1 tấn 25 thì đây. Trước mặt cô chú chị em đây là một cái mẫu xe dòng xe 25 nhá. Kia K135 đời 2015. Em này sẽ có tải là 1 tấn nhá, đời 2015. Thùng thì nó dài lọt lòng của nó là 3m25, nó thùng nó dài tương đương với những cái mẫu xe dòng xe Kia K125 nhá. Thùng dài tương đương như K125. Được cái là tải thì nó tương đương thôi. Đấy. Em này thì để vào hạt vào thành trong thành phố nên bị hạ tải xuống còn 9 tạ. Đây. Còn thường cái thùng cơ bản của nó thì xà tải cơ bản của nó sẽ rơi vào tải là 1 tấn 35. Đây. Nội thất là ghế bọc da này, trần cũng đã được làm trần rồi, đăng kiểm từ tháng 10 năm 2023 nhá. Đăng kiểm tháng 10 năm 2023. Hiện tại cái mẫu xe K135 đời 2015 này em sẽ để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay với cái mức giá là 250 triệu đồng các bác nhá. Để cái mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay trong cái livestream này, cô chú anh chị em đang theo dõi được cái livestream này với cái mức giá là 250 triệu đồng. Đấy, 250 triệu đồng. Không biết là anh thành phố Hoa Phượng Đỏ anh đang muốn tìm xe trong tầm giá bao nhiêu để em có thể đánh trọng tâm vào cái mẫu xe đó để anh có thể là sở hữu xe với cái mức giá trong cái khuôn tiền mà mình mong muốn nhé. Kia K135 tải 990 cân đời 2015 với cái mức giá ưu đãi trong livestream ngày hôm nay với mức giá là 250 triệu đồng. Tất nhiên còn có bớt nhá, tất nhiên là vẫn còn có bớt. Đấy, 250 triệu đồng trong ngày hôm nay. Đấy nhá. Tiếp tới là một cái mẫu xe Kia K125 đời 2016 nhá, Kia K125 đời 2016 đây. Vào sâu bên trong đây chúng ta sẽ cùng đến với những cái mẫu xe đây. Đây là một cái mẫu xe dòng xe Kia K125 đời 2016 với tải trọng của nó là 1 tấn 25 đủ nhá, đời 2016. Và đời 2016 là gần như đó là cái đời chót, đời cuối cùng của dòng xe Kia K125 rồi. Sau này nó sẽ được lưng tải những cái mẫu xe dòng xe Kia K190 nhá, Kia K190. Em này thì hiện tại em đang chia sẻ và để cho các cô chú chị em với cái mức giá là 255 triệu đồng trong ngày hôm nay nhá. 255 triệu đồng trong ngày hôm nay mà cô chú anh chị em mà thiện chí mà lên xem xe sẽ để cái mức giá tốt hơn nữa nhá, để mức giá tốt hơn nữa cho cái mẫu xe này. Kia K125 đời 2016 nhá, K125 đời 2016. Sơn vẫn còn zin từ 3 đợt sốc, sơn vẫn zin này. T
Tất cả máy kính còn zin này, sơn tổng thành xe còn zin, có bên thùng thì có bắn tỉa qua một chút. Và xe cam kết cho cô chú chị em là không có đâm đụng va chạm gì cả nhá. Đăng kiểm còn tới tháng 1 năm 2024. Đăng kiểm còn rất là mới, đăng kiểm còn rất là mới luôn. Đấy. Đăng kiểm tới tháng 1 năm 2024, đăng kiểm mới nhá. 14C15052. Đây là một mẫu xe dòng xe Kia AK125 đời 2016 với cái mức giá là 255 triệu đồng, mức giá ưu đãi trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị em mình nhanh tay nhá, hãy nhanh tay kết nối với em để có thể sở hữu xe với cái mức giá nó tốt nhất, với cái mức giá là ưu đãi nhất. Đây, chiếc xe này thì tổng thể nội thất đây, ghế bọc da rồi này, điều hòa đầy đủ này, máy móc nguyên bản này nhá, máy móc nguyên bản. Và thêm một chút nữa là chiếc xe này thì sàn vẫn là sàn sóng nguyên, chủ cũ họ chưa có lót sàn nhá, chủ cũ họ chưa có lót sàn. Đây. Đây. Toàn bộ phần sàn sóng và ba bừng thành có thể mở được. Và sàn rất là đẹp luôn. Đây sàn sóng, toàn bộ sàn sóng đẹp nhá. Để ngoài trời này nên nó có hơn một chút, nó bị mưa hắt vào thì bị một chút nó rỉ nhẹ thôi, ha, rỉ nhẹ, xử lý rất là đơn giản thôi nhá. Ủ dầu phát là sạch luôn. Ok. Đây tổng bộ phần nội thất, à phần thùng sàn của dòng xe Kia K125 đời 2016 nhá. Đấy. Anh mà đang quan tâm đến cái mẫu xe trong tầm tiền như nào thì có thể là trực tiếp gọi điện cho em qua các số hotline, đó chính là 0975 180 77 và 0981 188 765 nhá. Và mức giá em xin được chia sẻ một lần nữa về mẫu xe này, mức giá của mẫu xe này Kia K125 đời 2016 với cái mức giá là 255 triệu đồng các bác nhé, 255 triệu đồng cho mẫu xe này. Cô chú anh chị em mà đang quan tâm thì nhanh tay kết nối với em, đăng kiểm dài, xe cam kết không đâm va, máy móc nguyên bản, cô chú anh chị em nhé. Đó. Ok, thì vừa rồi đó là một cái video livestream tương đối là dài, gần một tiếng đồng hồ, và chia sẻ những cái mẫu xe dòng xe Kia, những cái mẫu xe dòng xe Oly. Cô chú anh chị em mà đang tìm những cái mẫu xe tầm tiền nhô 100 triệu một chút cho tới 200 triệu, 250 triệu, thì hãy nhanh tay kết với em để có thể sở hữu xe với những cái mức giá ưu đãi nhất. Và hiện tại em đang dùng các số hotline, đó chính là 0975 180 777 và 0981 188 765. Địa chỉ của em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú chị em ở những cái video chia sẻ livestream báo giá dòng xe Kia cũng như là review xe ở những video sau. Em là Trọng Xe Đẹp, xin chào. Ở video sau, xin chào.